Hello mọi người, đang ở bên trước nè. Quán cà phê này rất là tình, phải công nhận là tình. Mày đang uống cà phê. Hoàng hôn, Vũng Tàu rất là đẹp, quá đẹp luôn. Ở đây nó có một cái bức tượng rất là ấn tượng, một đôi tình nhân trên một cái hòn đá giữa biển, sát cũng gần ở chỗ cái nhà hàng này. Đẹp. Bãi trước khu vực này rất là yên tĩnh, buổi chiều rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Mình phải công nhận là quê hương mình Thanh Bình rất là đẹp, nhất là buổi chiều ở biển. Cái chỗ này là cái gì mày? Giống chiếc tàu vậy? Nhà hàng nổi hả? Bây giờ hết rồi ha? Ngưng hả? Ok. Buổi chiều tàu hoàng hôn đẹp quá ha? Nhất là hoàng hôn cực kỳ đẹp. Biển không sóng gió gì cả, yên bình. Cái nhà hàng này cũng rất là đi cứ trên nó cứ quay rồi quán hả? Biết bơi nữa nha. Ước sức gì muốn nhảy xuống biển mà lại không biết bơi. Đẹp cực kỳ. Ở đây nó có ngõ xuống kìa, nhưng mà đâu có ai xuống đâu, xuống đi trượt té bỏ mẹ luôn. Đi ra cái chỗ này nó có một cái bức tượng của một đôi nam nữ, chắc là lẽ họ rất là người này họ về họ không có cái gì bỏ cái hành lý, họ không có cái gì hết. Mà uống gì vậy? Đây. Bức tượng này đây, bức tượng này đây. Buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển đẹp cực kỳ luôn. Mình ngồi đây thấy lòng mình thanh thản ha, không có sô bồ. Thấy con người mày nó thoang thoảng, nó êm đềm sao, mình bình yên quá ha, bình yên quá ha. Ở đây em hả? Chú Tuấn, bình yên quá chú Tuấn. Number one ha. Tự nhiên con người mình nó lặn xuống thấy không? Đây vợ chồng chú Tuấn, đây mấy gì? Cà phê rù rì, mà đúng thiệt rù rì thiệt. Là tại vì ngay sống nó vỗ rù rì, đúng thiệt mình là vậy. Cà phê nhâm nhi, còn không ngồi bãi biển lai rai, đồ thiệt của mèo luôn. Có lý. Nhớ cách đây khoảng gần 50 năm, tôi cũng đã từng ở ngoài bể trước. Nhưng mà ngày xưa thời kỳ chiến tranh ở đây nó hoang sơ, nhưng mà nó vẫn đẹp. Nhưng mà bây giờ nhìn không ra nữa, ra bể trước không biết đâu mà bò luôn. Cái này
đẹp cực kỳ. Thực sự là đẹp. Thấy con người mình nó giống như chú Tuấn, tôi nói là sống chậm, con người tự nhiên thấy ra nó chậm lại. À, nhậu hồi nhậu thì quá dễ rồi, nhưng có điều nhậu hồi sau về, còn về nữa. Mấy giờ về Tuấn? Tuấn, mấy giờ về? Ồ, về tới nhà cũng 10 giờ rồi. À, ok, 8 giờ ta đi đây. Thì 10 giờ mới có mặt tại Sài Gòn. Ê, cái mua ghé mua ghẹ gì về nhà gì không bay? Mua ghẹ gì đi rồi xong, mua ghẹ cốm rồi xong tối về nhậu các bạn. Mày bữa nay mày lái xe mày không nhậu tối giờ phải nhậu á. Ok rồi, hồi nữa mua ghẹ về nhậu. Buổi chiều đẹp quá, thôi đây tạm cho chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của hoàng hôn của Vũng Tàu thôi. Đẹp quá, nhưng mà có điều chị tạm dừng cái live stream mày đi, bởi vì không biết nói gì, nó đẹp quá, ngồi tự nhiên không biết nói gì. Hồi nãy quay rồi, bãi trước hả? Ở đây thấy luôn bãi trước kìa. Bãi trước nè, đó, bãi trước là xa xa đó, thấy chưa? Đó. Bãi trước đó. Ok, tạm biệt mọi người nha.